Hello, xin chào các bạn. Hello, xin chào mọi người. Các bạn nào vừa học rồi thì chúng ta comment để có biết được nha. Xin chào mọi người. Hello, xin chào các bạn. À rồi, hello nông nghiệp xanh này. Ok, các bạn nào vừa học rồi chúng ta nhớ chia sẻ và tag các bạn của mình vào giúp cô nha. Hello, xin chào mọi người. Hello, Nga Hồng này. À, rồi, 3 tuần rồi mà em chưa quen cấp 3. À, học cấp 3 khá là nhanh đấy. Hello, xin chào các bạn. Đâu, các bạn, còn bạn nào nữa không nhỉ nào? Hello, quyết tâm thủ khoa đại học. Xin chào mọi người, xin chào các bạn. À, xin chào Tất Đạt này. Còn bạn nào nữa không? Hello, xin chào các em. À, hy vọng là hôm nay không bị lag nha các bạn nha. Nào, bây giờ chúng ta sẽ nhìn cho cô nhé. Hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn chúng ta về đề thi đánh giá tư duy của trường Đại học Bách Khoa. Đó, đề này thời gian làm bài 60 phút nhưng mà đề khá là dài luôn nhé các bạn. Đó, thế thì nếu mà bạn nào mà muốn thi đánh giá tư duy á, thì các bạn cần phải làm đề rất là nhanh luôn. Đó, bây giờ cô sẽ review qua cho chúng ta để chúng ta thấy là đề đánh giá tư duy tại sao mà cô bảo chúng ta cần phải làm bài nhanh nhá. Đó, có 60 phút nhưng mà có rất là nhiều phần luôn. Hello Phạm Anh Trường, chào em. Đây, bây giờ chúng ta sẽ thấy nào, phần đầu tiên của chúng ta là phần multiple choice đối với những cái câu hỏi về ngữ pháp từ vựng nhưng mà chủ yếu là về từ vựng nhá. Đó. Còn tiếp theo của chúng ta này, về phần trái nghĩa, đồng nghĩa. Và chúng ta sẽ đến với phần phát âm, trọng âm này, tình huống giao tiếp này. Đó. Khá là giống cái phần từ trên xuống cho đến câu 28. Khá giống so với đề thi trung học phổ thông quốc gia đó. Nhưng mà bắt đầu từ phần bài sau bài đọc hiểu nhá, thì bài đọc hiểu là tốc độ khó dài hơn rất là nhiều. Đó, và đây là bài đọc 1 này. Tiếp theo của các bạn, đây sẽ là một bài đọc số 2 nhá. Đấy. Và tiếp theo đây của các bạn đó chính là bài đọc số 3, có nghĩa là có hẳn 3 bài đọc và 3 bài đọc rất là dài. Và tiếp theo là sẽ có thêm một phần bài viết đoạn văn. Đó. Thì chúng ta thấy là gì? Ồ, đề này rất là dài luôn đúng không? Đề này rất rất dài luôn á. Đề rất dài. Nhưng mà tuy nhiên lại chỉ có trong 60 phút này. Đó, thế nên là các bạn nào các bạn muốn thi đánh giá tư duy nhá, đấy thì chúng ta có thể đầu tư vào cái kỳ thi này và chúng ta cần phải nâng cao cái tốc độ làm bài. Nào rồi, ok. Nào bây giờ chúng ta sẽ nhìn cho cô nhé. Trong câu đầu tiên ở đây câu 1 chúng ta sẽ chọn được đáp án gì nào? Đã chúng ta vào học rồi chúng ta comment đáp án cho cô nhé. Câu 1. Nào câu 1 ở đây chúng ta sẽ chọn được đáp án gì? Đâu có bạn nào vào học nữa không? Chúng ta nhớ chia sẻ cho cô nhé. Xin chào Thủy Nhung, chào em. Ok rồi, có thể thấy bạn Thúy Nhung đang chọn đáp án B này. Rồi, các bạn khác thì sao nhỉ? Chúng ta sẽ chọn được đáp án gì ở đây? Chân chân đang chọn đáp án B này. Đó, hầu hết các bạn đang chọn đáp án B đúng không? À, Tất Đạt chọn đáp án B này. Bảo Phối đang chọn đáp án B này. Rồi, ok, ok các bạn. Hello Dương, Dương nhiều chia sẻ của cô nha. Đề này kiểu đề này hay mà, đúng không? Đề này quyết tâm chữa hết đề này nhá. Nhưng mà hôm nay thì không chữa hết, nhưng mà cô sẽ chữa hết đề này ở trên YouTube nhá. Các bạn có thể coi lại trên YouTube của cô.
Nào bây giờ chúng ta sẽ có ở đây câu 1. Chúng ta sẽ chọn được đáp án ở đây là đáp án B nhá. Đó. Nào tại sao chúng ta chọn đáp án B? Bởi vì kiến thức cụm từ của chúng ta là take advantage of. Là gì nhỉ? Cụm từ này có nghĩa là gì hả các bạn? Nào, cụm từ này của chúng ta thì sẽ bằng với make use of. Có nghĩa là tận dụng lợi thế. Đây là tận dụng lợi thế này. Rồi, thế thì câu này ở đây của chúng ta các bạn sẽ hiểu là gì? Trường đại học này đưa ra rất nhiều các dịch vụ miễn phí, nhưng mà không phải tất cả, không phải rất nhiều các bạn sinh viên có thể tận dụng được điều đó. Đấy thì chúng ta sẽ hiểu từ này ở đây mang nghĩa là tận dụng nhé. Nào, tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu 2 cho cô nào. Câu 2 ở đây chúng ta sẽ chọn được đáp án gì các bạn? Câu 2 nhé. Nào, câu 2, a huge gì gì đó was lifted from my shoulders when I could finally tell my parents about my problems. Nào, câu 2 ở đây chúng ta có thể chọn được đáp án gì ở đây cho cô? Cái gì gì đó này lớn đã được nới lỏng, lifted của chúng ta có nghĩa là được cởi bỏ đúng không? Khỏi đôi vai của tôi khi mà tôi có thể nói với bố mẹ về những cái vấn đề của tôi. Thì câu này của chúng ta hiểu là cái lúc mà khi mà cuối cùng tôi có thể nói được vấn đề của tôi với bố mẹ đúng không? Thì gánh nặng được chút bỏ. Thế thì chúng ta sẽ cần một từ ở đây mang nghĩa là gánh nặng. Gánh nặng thì chúng ta đã được học từ gánh nặng là từ gì nhỉ các bạn nhỉ? Câu 2 đây có thể chọn được đáp án gì đây? Nào câu 2 đây chúng ta chọn đáp án gì? Rồi ok này. Thùy Dương chọn A này, anh Trường chọn A. Rồi. Ok nhá. Thế thì sao nhở? Tại sao lại chọn A nhở? Bởi vì chúng ta từ responsibility, từ này nó có phải gánh nặng không? Từ này nó là trách nhiệm mà. Nào trong câu này câu 2 ở đây chúng ta sẽ chọn được đáp án là đáp án B nhá. Vì chúng ta có a huge burden. Burden này của chúng ta thì từ này mới có nghĩa là gánh nặng. Đó. Và câu này ở đây của chúng ta các bạn có thể học cả cái cụm này luôn nhé. Có nghĩa là một cái gánh nặng rất là lớn đã được trút bỏ khỏi đôi vai của ai đó. Đấy, đây chúng ta có thể học cho cô ở đây như sau này. Là a burden. Rồi đi với to be. To be ở đây thì chúng ta có thể chia theo thì của câu nhé. Đó, rồi chúng ta đi với từ lifted from somebody's shoulders là các bạn sẽ hiểu là gánh nặng được trút bỏ khỏi đôi vai của ai. Đấy, cụm từ này của chúng ta sẽ là như vậy nhé. Rồi, đấy là câu 2. Các từ khác này, ví dụ đáp án C của chúng ta, load của chúng ta có nghĩa là gì? Có nghĩa là tải đúng không? Còn loss của chúng ta là sự mất mát. Nào tiếp theo các bạn chuyển sang câu 3 nhá. Câu 3 ở đây của chúng mình sẽ là đáp án gì nào? Nào câu 3 nhá. Rồi nào bây giờ cô sẽ đọc đáp án của các bạn nhá. Các bạn coi cho cô câu 3 nào. Câu 3 ở đây nếu mà em nào chịu khó hay học về collocation thì có khả năng là sẽ ok được câu này. Nào, câu 3 ở đây của chúng ta, I'm sorry, I didn't tell you that the meeting was canceled. It must have. Là tôi xin lỗi, tôi đã không nói với bạn rằng cái cuộc họp bị hủy. Chắc hẳn là tôi đã bị quên đúng không? Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ cần một cái từ ở đây là từ quên. Đấy, thì từ nào là từ quên ở đây trong bốn đáp án hả các bạn? Nào, câu 3 này ở đây chúng ta sẽ chọn được đáp án gì? Đâu bạn nào biết không nào, các bạn nào biết không?
Rồi, ok. Đây, cô thấy đáp án của bạn Đức đang chọn đáp án đây và Dương đang chọn đáp án C này. Thì câu này ở đây của chúng ta, các bạn sẽ chọn được đáp án, đó chính là đáp án C nhá. Bởi vì tại sao? Vì trong câu này ở đây của các em sẽ có từ sleep somebody's mind. Từ này của chúng ta nó có nghĩa là quên. Đó. Thế thì ở trong câu này của chúng ta này, mọi người sẽ có ở đây là tôi xin lỗi bởi vì đã không nói, đúng không? Không nói thì bây giờ là bởi vì là chắc hẳn là đã bị quên mất. Đấy. Thế còn các đáp án khác là không được nhé. Ví dụ chúng ta có kiến thức ở đây là out of my mind thì chúng ta hiểu từ này tiếng Việt là có nghĩa bị mất trí. Bị mất trí, bị điên á, từ này như từ crazy nhá. Còn tiếp tục các bạn có đáp án B của chúng ta là cross somebody's mind thì các bạn sẽ hiểu là gì? Có nghĩa là nghĩ ra một điều gì, nghĩ rằng, chợt lóe lên trong đầu rằng. Nghĩ rằng. Từ này các bạn sẽ được hiểu như từ enter my head. Đó, có nghĩa là xuất hiện trong đầu, suy nghĩ nhá. Còn tiếp theo đáp án D của chúng ta này, brought to my mind. Thì chúng ta sẽ hiểu từ này có nghĩa là ghi nhớ. Đấy, từ này có nghĩa là ghi nhớ nhé, bằng remember nhé. Nào, tiếp tục các bạn sẽ chuyển sang câu 4 nào. Câu 4 của chúng ta gì gì đó, you wouldn't have made so many mistakes. Câu này, câu 4 này muốn đi thi đánh giá năng lực mà không làm được câu 4 này là xong luôn nhá. Đó. Đúng không? Bởi vì câu 4 này của đề tư duy, câu này có thể nói đây là câu gỡ điểm trong đề này. Đó, bởi vì đề tư duy của trường Bách Khoa là hầu hết là câu nào cũng cần phải tư duy hết. Đấy, đúng tính chất của đề thi luôn các bạn, không không khoanh bừa được nha. Đó, mà cũng không phải kiến thức ngữ pháp kiểu cơ bản quá. Đấy là đề tư duy, đúng không? Rồi, ok này. Hồng Vân Chu này. Quyết tâm thủ khoa đại học này. Ok, các bạn đang chọn đáp án đi. Ừ. Rồi. Thế thì câu này của chúng ta sẽ xét là đây là câu điều kiện và đây là vế 2 của câu điều kiện. Ở vế 2 câu điều kiện này thì các em sẽ thấy đây chính là một vế của loại 3. Và câu if loại 3 của chúng ta là if cộng với chủ ngữ cộng head phân tử 2. Đấy. Rồi đằng sau của chúng ta sẽ là chủ ngữ đi với would have picture. Đây. Đó. Thì nhưng mà câu này chúng ta không nhìn thấy có đáp án nào mà ở dạng theo câu dạng xuôi như thế này, đúng không? Thì có nghĩa là câu này là nó là câu đảo. Và câu đảo ngữ của câu điều kiện là 3 thì các bạn sẽ chọn được đáp án ở đây là đáp án D nhá. Đó là chúng ta sẽ đảo head rồi đến subject rồi đến phân tử 2. Là nếu mà bạn lắng nghe lời tôi thì bạn sẽ không lâm vào quá nhiều lỗi sai như vậy. Đó thì các em sẽ chọn được đáp án D nhá. Đó, đó chính là câu 4. Rồi, chính xác các em. Nào, tiếp tục các bạn sẽ chuyển sang câu 5 nhé. Câu 5 này của chúng ta xuất phát ở đây, câu này của chúng ta cũng là về câu trực tiếp gián tiếp. Đó. Nhưng mà câu trực tiếp gián tiếp này của chúng ta nhìn nó cũng khó khó hơn những câu bình thường của chúng mình, đúng không? Nào, đó. Thì cô vừa chỉ ra cho chúng ta đây là loại câu trực tiếp gián tiếp rồi. Thì các em sẽ chọn được đáp án gì của câu 5 nào? Đâu, các bạn ơi. Nào bây giờ câu này như sau nhá, chúng ta có he said I visited both Yugoslavia and Indonesia as a boy with my grandfather. Là anh ấy nói rằng là tôi đã, có nghĩa là hồi trước ạ. Cái này ở đây là chúng ta hiểu là hồi trước tôi đã ghé thăm cả hai khu vực Yugoslavia và Indonesia khi mà còn là một em bé, đúng không? Đó, hồi đấy là ghé thăm với ai? Với ông của tôi. Thế thì bây giờ của chúng ta hiểu bản chất của câu mà khi mà các bạn viết thành câu gián tiếp, thứ nhất là đổi ngôi, thứ hai lùi thì và thứ ba thay đổi từ chỉ dấu hiệu. Đó. Thế thì bây giờ mọi người sẽ nhìn cho cô đáp án ở đây này là visited. Visited này ở đây nó đã lùi thì thành quá khứ bất năng chưa? Chưa đúng không? Chưa thì các bạn sẽ thấy đáp án A ở đây là sai. Đó, thế thì
Các đáp án khác của chúng ta thì sẽ như thế nào? Đâu, mọi người nhìn ra được đáp án đúng chưa nhỉ? Nào, các em nhìn ra được đáp án đúng thì chúng ta có thể comment cho cô nha. Nào, đáp án C ở đây của chúng ta này, nhớ rằng anh ta ghé thăm, thì từ này của chúng ta ở hiện tại nó lại càng sai luôn. Và tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ phân vân giữa đáp án B và đáp án D nhá. Thì các bạn có thể chọn cho cô đáp án B hay là D này. Ví dụ của chúng ta, các bạn có từ recall verbing của chúng ta thì sẽ bằng remember verbing nhá. Có nghĩa là nhớ đã làm gì. Đó, đây, câu này của chúng ta này. Đây, cô sẽ viết lên trên này cho các bạn nha. Các bạn sẽ có kiến thức là recall verbing. Thì cái từ recall này của chúng ta nó sẽ bằng từ remember nhá. Đó, sẽ có nghĩa là nhớ đã làm gì. Đây, bây giờ các em sẽ chọn đáp án B hay D nhỉ? Đâu, coi đáp án của các bạn nào. Các bạn chọn B hay D thế. Đây là nhớ đã làm gì. Ô, chưa có đáp án à? Chọn đáp án gì thế? Hay các bạn còn đang phân vân. Nào, tiếp theo này. Bây giờ cô sẽ cho chúng ta tìm hiểu về kiến thức của từ remind nhá. Thì các bạn có kiến thức của chúng ta là remind somebody of verbing thì mới có nghĩa là nhớ đã làm gì ở quá khứ. Đây, nhớ đã làm gì ở quá khứ. Còn nếu mà khi mà các bạn sử dụng dạng remind somebody á, mà đi với to verb thì chúng ta sẽ hiểu là nhắc nhở ai đó cần phải làm gì ở tương lai á. Đấy. Khi mà đi với to verb nha, là các em sẽ hiểu nó lại là một lời nhắc nhở. Nhắc nhở ai? Giống hệt dạng là remember somebody to verb á, là nhắc nhở ai phải làm gì. Phải làm gì. Đó. Thế thì như thế nào nhỉ? Thế mọi người sẽ có cho cô là gì? Nhớ đã làm gì ở quá khứ. Cái này của chúng ta mang nghĩa là gợi nhớ cho ai đó về một điều gì đó quá khứ nhá. Đấy, thế nên là đáp án D này, mặc dù cấu trúc thì nghe có vẻ ok ấy. Nhiều bạn học cấu trúc là remind somebody rồi đi với lại to verb đúng không? Đấy, nhưng mà nó sẽ có nghĩa khác nhá. Trong trường hợp là nhắc nhở ai đó cần phải làm điều gì. Còn đây là gợi nhớ thì sẽ phải là of verbing. Thế nên từ đó đáp án của chúng ta chỉ có thể là đáp án gì đây các bạn? Nào, cô Năm. Nào, rồi, ok nhá, đó, ok, Dương này, Mai Phương này, Thúy Nhung này, rồi, ok, chính xác, chọn đáp án B. Đó, mọi người nhá, rồi. Nào, tiếp tục, thích có cần dịch câu này nữa không? Nào, các bạn, có cần dịch câu này không? Câu này là ra luôn rồi đây, đúng không? Đấy, bây giờ chúng ta sẽ học cho cô là recall verbing thôi, nhá, đó. Nào, hôm nay chúng ta sẽ học với cô... cho đến lúc 10:15 nhá mọi người nhá. Chúng ta sẽ học với cô đến lúc 10:15. Đấy, sau đấy là còn phần đằng sau thì cô sẽ thông báo với chúng ta là cô sẽ chữa vào hôm nào cho mọi người nhá. Đó, cô sẽ chữa nhá. Chắc chắn đấy, bởi vì hầu hết các đề đánh giá năng lực là cô đều có chữa rồi. Đấy, nếu mà bạn nào mà để ý trên YouTube tiếng Anh Thu Oanh là cô đều chữa hết rồi đúng không? Cô mà cô chữa full đề á, chứ cô không có chữa lẻ lẻ đâu á. Đấy. Nếu mà đề nào mà cô chữa lẻ lẻ thì sẽ là phần sau cô sẽ gửi ở trong lớp học, là lớp học trực tiếp với cô. Đấy, hoặc là ở trong lớp online, là lớp live VIP đúng không? Đấy, chứ hiếm có đề nào mà cô chữa lẻ lẻ lắm nhá. Đó, hoặc là cô sẽ up hết lên á. Đấy, nên mà các em mà muốn coi đề hết nhá, đấy thì chúng ta để ý lịch nhá. Nào, thế thì bây giờ câu 6 ở đây của các bạn này. Bây giờ chúng ta chuyển sang câu 6 nhá. Câu 6 này chúng ta chọn được đáp án gì? Xin đem chữ 10 đề cô ơi à. Đấy đúng không? Uy tín đúng không Dương? Đấy. Chữa hết nha mọi người nhá. Chữa hết luôn á. Chứ không có chữa lẻ lẻ mỗi phần trắc nghiệm đâu. Đấy. Thế là còn phần đọc hiểu sau là cô vẫn sẽ chữa. Không chữa lớp off hay là lớp on thì sẽ up trực tiếp luôn cho các bạn. Câu này của chúng ta này. Đó, chúng ta sẽ thấy là gì? Đây, câu này của chúng ta đấy chính là một dạng là hành động đang xảy ra, hành động khác xen vào ấy đấy. Nhưng mà chúng ta không nhìn thấy có từ when đúng không?
các bạn không nhìn thấy có từ when hay là các bạn không nhìn thấy có từ why, nhưng mà bản chất chúng ta nhìn về từ đáp án A cho đến đáp án D này thì đây là mối quan hệ về phần thì. Đấy, các bạn cần phải nhìn ra được một điều như vậy. Thế thì bây giờ của chúng ta này, các bạn có từ drought ở đây nó có nghĩa là đuối nước. Đó, đây là chúng ta sẽ cần hiểu từ này có nghĩa là đuối nước. Thế đây là một trong số những em bé này đang bị chết đuối. Nhưng mà tôi đã lặn xuống cái lúc đó và cứu em bé này đúng không? One tức là một em này thôi. Đấy. Thế thì chúng ta sẽ thấy là gì? Một hành động đang xảy ra đúng không? Tức là em bé này đang bị đuối nước. Đấy, và hành động xen vào đó chính là tôi lặn xuống và tôi giải cứu em. Đúng không nhỉ? Phải không? Đúng không? Đó, thế thì câu này của chúng ta sẽ chọn đáp án ở đây cho cô, đó chính là đáp án A nhá các bạn nhá. Đó, còn chúng ta có từ dive in của chúng ta có nghĩa là lặn xuống. Còn tiếp theo chúng ta có từ save somebody là cứu ai. Ok nhá, đấy thì từ đấy chúng ta sẽ có 6 chọn A. Rồi, chính xác các bạn. Đức này, Thùy Dương này. Rồi, tiếp theo chúng mình sẽ chuyển sang câu 7 cho cô nhá. Câu 7 ở đây chúng ta sẽ thấy câu này về phần mạo từ. Nói chung đấy chúng ta thấy, đó à, tại sao trường Bách Khoa nổi tiếng đúng không? Đề thi hay mà, trời. Để tư duy ngữ pháp tư duy luôn chứ không có đùa. Phải không? Đấy không kiểu random được đâu nhé. Cái câu 7 này của các bạn này, the plane has gì đó built-in serial tape recorder which can play for .. này how 4 hours là máy bay đúng không? Plane đúng rồi. Máy bay thì có tape recorder là có cái ổ đĩa mà có đài tích hợp. Đó thì đây chúng ta hiểu đây là một thiết bị đúng không? Đây. Trên máy bay có một cái thiết bị máy ghi âm tích hợp. Đấy, chúng ta có thể hiểu đây là máy ghi âm tích hợp nhé. Thì đây là có một thiết bị này. Và nếu mà đếm được thì chúng ta được học là ơ cộng với danh từ đếm được số ít. Đó. Và cái máy ghi âm này nó có thể chơi được tổng cái số giờ là 4 tiếng. Thế giờ chúng ta có ở đây là gì? Tổng số giờ chúng ta sẽ sử dụng cho cô là a whole 4 hours. Đấy, vậy chúng ta được học là a whole của chúng ta cộng với thời lượng ở đằng sau nhé. Đây, cộng với thời lượng này chúng ta sẽ hiểu là hoàn toàn. Đấy, từ a whole này các bạn sẽ hiểu cho cô là có nghĩa là hoàn toàn nhé. Hoàn toàn là 4 tiếng được. Đấy, chúng ta có thể hiểu từ này cô bằng từ completely nhé. Đó, có nghĩa là hoàn toàn bộ. Đấy, hoặc dễ hiểu hơn cho các em, nó sẽ như từ total á. Total 4 hours, có nghĩa là tổng cộng là 4 tiếng. Đấy, nghe từ total có vẻ quen hơn phải không? Đó, thì từ đấy các bạn sẽ có câu 7 này. Chúng ta sẽ chọn đáp án gì? Câu 7 này các bạn sẽ chọn được đáp án là đáp án D nhé. Đó. Ok. Ok, quyết tâm thủ khoa. Ok mọi người. Thật ra cô không quan trọng lượt view. Nếu mà là lượt view càng nhiều càng tốt, nhưng mà quan trọng cái việc tương tác của các em khi mà chúng ta học á. Đấy. Nào, chúng ta chuyển sang câu 8 nhé. Cô Tám, nhưng mà có chỗ nào chúng ta thắc mắc thì chúng ta sẽ hỏi cô. Đấy, cô quan trọng nhất là việc mà khi chúng ta học chúng ta tương tác với cô nhé. Nào, số 8. Các bạn sẽ có the hairy coat holds a layer of air close to the skin. Đó. Nào, đấy, câu này chúng ta sẽ thấy câu này là câu mệnh đề quan hệ. Hoặc là dạng rút gọn mệnh đề quan hệ. Đấy, câu này cũng là câu ngữ pháp đúng không? Nhưng mà chúng ta nhìn đấy, chúng ta thấy là đề nó có khác so với việc mà chúng ta học ở trên trường cấp 3 không?
nó khác không? Đấy, thì chúng ta hiểu là nó nâng cao hơn xíu nhá. Nếu mà em hiểu sâu thì em sẽ làm được. Nào, ở đây của chúng ta the hairy coat, ở đây chúng ta sẽ hiểu đây chính là áo khoác lông nhá. Đó, sắp mùa đông rồi. Đây, chúng ta sẽ hiểu là áo. Đây, hairy của chúng ta nó có nghĩa là có lông, có sợi ấy. Xuất phát từ hair có nghĩa là tóc. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ hiểu ở đây là áo lông. Thì đây là chủ ngữ này. Tiếp theo ở đây chúng ta có động từ. Có một lớp. Cái lớp lông này đúng không? Cái lớp lông này nó là một cái lớp ở bên trong mà nó sát với cái, sát với da. Ở bên trong đúng không? Cái lớp lông này. Thế đây chúng ta hiểu đơn giản đây nó chỉ là cái lớp lông này thôi nhá. Cái lớp lông này là có thể giúp cơ thể của chúng ta chống lại được những cái sự thay đổi về nhiệt độ bên ngoài. Dễ hiểu chưa? Nào. Thế câu này chúng ta sẽ chọn đáp án gì? Nào. Câu này chọn đáp án gì nhỉ? Ok rồi, chúng mình sẽ chọn đáp án A nhé. Tại sao chọn A này? Khi mà chúng ta có dấu phẩy như thế này thì điều đấy đồng nghĩa với việc là chúng ta sẽ cần phải sử dụng which, đúng không? Bởi vì đây là mệnh đề quan hệ không xác định. Và mệnh đề quan hệ không xác định mà có dấu phẩy thì các em phải sử dụng which. Rồi đi với động từ ở đây là từ insulate. Từ này nó có nghĩa là cách nhiệt này. Insulate. Đó. Thế nên là đáp án đi này là bị sai. Và đây là chủ động. Và khi mà chủ động thì chúng ta sẽ rút gọn bằng cách đó. Chính là chúng ta sẽ sử dụng mỗi verb ing thôi. Đó. Nào. Đấy, thế thì chúng ta sẽ chọn đáp án đây nhá. Là insulating nhá. Đấy, ok không? Dễ chưa mọi người? Đó, nói chung là phân tích được thì nó cũng sẽ là ok với các em này. Đó. Ngoài ra các bạn có thể học bổ trợ cho cô là cách nhiệt cơ thể chống lại khỏi điều gì này. Đây bây giờ cô sẽ nốt thêm cụm từ ra cho mọi người học nhé. Insulate somebody against something hoặc là against verb ing. Thì chúng ta hiểu đơn giản nó có nghĩa là bảo vệ cơ thể khỏi điều gì á. Đây này, có nghĩa là cách nhiệt cho cơ thể chống lại cái điều gì đó thì chính là bảo vệ cơ thể khỏi, chính là protect somebody from á. À, chúng ta liên hệ được chưa? Protect somebody from verb ing, có nghĩa là bảo vệ cơ thể khỏi điều gì. Nào, tiếp tục chúng ta sẽ chuyển sang câu 9 nhé. Đó, rồi cô có một học sinh thân yêu inbox vào group của lớp gọi các bạn trong lớp của mình học. Rồi khi cô live, cô vẫn đọc được inbox nhá. Cảm ơn Dương. Cảm ơn mọi người. Nào, tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu 9. Câu 9. Đâu? Đây, cô cho chúng ta thời gian chúng ta làm câu 9 nào. The couple seems to be very happy about the house. Chấm. The real estate agent gì gì đó great recommendations for them. Đó, nào câu này của chúng ta chỉ là khuyết điểm hoàn hành. Câu này cũng là một đơn vị về kiến thức ngữ pháp đúng không? Chuyên đề ngữ pháp về khuyết điểm đấy. Đó, nhưng mà đối với đề tư duy này là thi khuyết điểm hoàn hành nha các bạn. Cảm... ok luôn. Rồi. Cô phải đọc tên nhá, cô phải đọc tên để sau này khi mà chúng ta ra trường chúng ta coi lại các video của cô đúng không? Đấy, chúng ta nhớ là đó là đã có thời học hành rất là chăm chỉ. Kể lại cho những em của mình chứ đúng không? Còn video nào cô anh cũng gọi tên em đúng không? Nha mọi người. Nào. Đó, vẫn ngữ pháp đúng không? Đấy. Nói chung là trường Bách Khoa không có gì ngoài chữ xịn nhá, mọi người nhá. Nào, thì câu này chúng ta sẽ chọn gì? Câu này là cặp đôi này dường như rất hạnh phúc về ngôi nhà. Đó, tại sao lại hạnh phúc về ngôi nhà? Câu đằng sau chính là câu giải thích. Đó, bởi vì ở đây là gì? Là
agent, agent. À, chúng ta sẽ hiểu đây nhá, agent của chúng ta xuất phát từ agency, agency của chúng ta là chi nhánh bất động sản, thì ở đây là agent, ở đây là một người làm ở chi nhánh bất động sản thôi, thì chúng ta hiểu là nhân viên môi giới á. Đó. Chắc hẳn hoặc là chắc chắn là đã đưa ra cái lời đề xuất tuyệt vời cho họ. Đó. Thì bây giờ chúng ta hiểu mang nghĩa chắc chắn đã xảy ra điều gì ở quá khứ, thì dẫn đến cái việc mà hiện nay trong mặt họ niềm nở vui vẻ như vậy. Thì cấu trúc của chúng ta chắc hẳn đã xảy ra điều gì ở quá khứ là đáp án gì hả mọi người? Đó. Chắc hẳn hoặc là chắc chắn đã xảy ra điều gì ở quá khứ, suy luận logic đúng đến chắc là hơn 90%. Đó, thì các bạn chọn gì nào? Mọi người nhớ thả tim vào cô nha. Trời, bạn quyết tâm nha. Thế thì cố gắng đỗ thủ khoa nha. Rồi Quang Đức chọn B này, Mai Phương chọn B này. Ok rồi các bạn sẽ chọn đáp án B nhá. Đó, must help be true. Là chắc hẳn đã xảy ra điều gì ở quá khứ. Các em sẽ thấy đây chính là một dạng evidence, là bằng chứng nó đã có, là họ rất là vui. Còn cái dạng mà may happy true á, đó, thì nó chỉ là kiểu xác suất rất là nhỏ, khoảng 30-40% thôi á. Đấy, thế nên là những cái đáp án này là sai nhá. Còn code happy true là chúng ta sẽ hiểu là để nói đến một điều là có thể xảy ra ở quá khứ nhưng trên thực tế là không. Chúng ta có thể hiểu đơn giản ở đây nó chính là cái vế 2 của câu điều kiện loại 3 á, để nói đến một điều mà nó không có thực ở quá khứ ấy. Đó, thế còn đáp án D này của chúng ta này, should have been true, là các em sẽ hiểu đây là một dạng chỉ trích đáng ra nên làm gì ở quá khứ mà đã không làm nhá. Nào, tiếp tục các bạn chuyển sang câu 10. Câu 10 của chúng ta, the prices of this company are always better than those of their gì gì đó. Câu này của chúng ta là về chuyên đề từ loại. Nào, chuyên đề từ loại ở đây của mọi người thì chúng ta có từ there. There là tính từ sở hữu đúng không? Tính từ sở hữu cũng là tính từ. Thế sao tính từ của chúng ta là một danh từ đúng không? Đâu, thế đâu là danh từ thì khoanh. À, số 10 rồi. À, cô đang cho chúng ta chuyển sang câu 10 rồi nha. Hoàng Gia Bảo, đây chọn đáp án C. Rồi chúng ta cần một danh từ đúng không? Danh từ ở đây thì các em sẽ nhìn cho cô là các bạn sẽ có đáp án A và đáp án C là danh từ, bởi vì durations và dwindles đây. Và ở đây của chúng ta các bạn sẽ thấy ở đây là so sánh các cái giá cả của công ty này thì luôn luôn tốt hơn so với những cái giá cả của công ty đối thủ của họ. Đấy, thì chúng ta hiểu là cái giá của công ty này luôn luôn tốt hơn so với lại giá của bên đối thủ đúng không? Thì chúng ta hiểu là bên đối thủ, bên cạnh tranh thì đó chính là chỉ người. Và chỉ người thì các em sẽ cần chọn để đáp án, nó chính là đáp án C nhá. Đó, đó là competitors. Chúng ta sẽ hiểu đây là người thi đấu, người cạnh tranh với mình, đối thủ nhá. Nào, tiếp tục chúng ta chuyển sang 11. Câu 11 nhá. Nào, câu 11 của em này, chúng ta có we could neither explain the whole situation to the editor. Ở đằng sau gì đó. Nào, thì câu này chúng ta sẽ thấy được câu này cũng là một cái loại cấu trúc điển hình mà các em được học ở trong tiếng Anh. Nào, đó chính là cấu trúc neither đi với gì nào. Đó, quan trọng là chúng ta có thể là câu nó khá là dài á. Đó, nhưng mà chúng ta sẽ nhận ra được một cái dấu hiệu chuyển ý là chúng ta đã có thể khoanh được đáp án rồi. Nào, thế thì neither là chúng ta đều học cấu trúc là cũng không, thì đằng sau nó cũng sẽ là gì? Cũng không đúng không? Cả hai đều không. Đó, đấy, đôi khi là chúng ta chỉ cần nhìn được một cái dấu hiệu thôi là có thể khoanh được đáp án rồi. Ok, Dương, nào chúng ta sẽ chọn được đáp án đây nhá. Rồi, ok các bạn. Thì kiến thức này ở đây của chúng ta này,
các bạn hay được học đó chính là neither nor, để nói đến điều là cả hai đều không, và nhiều bạn đọc là neither cũng được nha. Đó, thì chúng ta hiểu là phủ định, nó mang nghĩa là cũng không đấy. Cả hai đều không. Đó, thì đây nó chính là thể hiện cái việc mà liên kết của vế neither nor luôn. À, ngoài ra thì câu này thì thật ra muốn truyền đạt thêm cho các bạn một cái loại kiến thức nữa. Đó là dạng lối nói phụ họa nhá. Tức là khi mà các em lặp một thông tin mà câu trước là phủ định, thì các bạn sẽ áp dụng cấu trúc là neither cộng với auxiliary verb là trợ từ á. Trợ từ ví dụ bây giờ cô sẽ dùng từ do hoặc là từ does đó chẳng hạn. Rồi các bạn đi với chủ ngữ. Đấy là thể hiện là ai đó cũng không. Và các bạn có thể thay từ neither này bằng từ nor nhá. Đó, nor cộng với trợ từ cộng với chủ ngữ. Đấy. Rồi, thì trong đề thi này muốn kiểm tra các bạn với kiến thức là nor cộng với trợ từ rồi đến chủ ngữ. À, thế thì bây giờ chúng ta sẽ thấy ở đây cho cô. Đây của các bạn, các bạn sẽ thấy là nor cộng với trợ từ rồi mới đến chủ ngữ nhá. Đó, thì cái cấu trúc này là cấu trúc lặp. Và câu này ở đây là gì? Anh ta không thể, này, anh ta cũng không thể giải thích được toàn bộ cái trường hợp này cho người biên tập viên. Đó. Và gì đây? Và anh ta cũng không chấp nhận cái lời chỉ trích của anh ấy. Nghĩa là cũng không nhận lời chỉ trích. Nhưng mà anh ta cũng không thể giải thích vì sao anh ta lại nằm trong cái trường hợp bị như vậy, đúng không? Nhưng mà không giải thích được. Không giải thích được mà cũng không chấp nhận cái lời chỉ trích của cái người biên tập viên đang chỉ trích mình. Đó. Nào các em sẽ có từ rebuke. Từ nào của chúng ta các bạn sẽ được hiểu như từ criticism nhá. Có nghĩa là lời chỉ trích nhá. Là mình không nhận ăn mắng mặc dù là mình không giải thích được vì sao mình mắc lỗi. Phải không? Giống chúng ta.